Thưa quý vị, là trong lúc chuẩn bị chương trình của ngày hôm nay, mấy tháng trước thì tôi có chia sẻ với anh Nam một điều rằng là Trọng Duy Thức là một tù nhân bất khuất, một gương mặt tiêu biểu. Thì anh Nam có nói rằng anh đã suy nghĩ từ lâu, anh đã viết một bản nhạc về Trọng Duy Thức, nhưng anh trăn trở hoài cho đến gần đây anh hoàn thành một nhạc phẩm với tựa đề Trần Huỳnh Duy Thức. Đây là một nhạc phẩm mà Ngô Khanh Nam nói rằng rất khó viết, tốn rất nhiều thời gian so với những nhạc phẩm tình ca, nhân bản ca khác của anh. Và thưa quý vị, hôm nay đoàn du ca San Diego sẽ hát nhạc phẩm này. Và quý vị là những người đầu tiên nghe được nhạc phẩm lấy tên của người tù bất khuất, người tù của thế kỷ 21, Trần Huỳnh Duy Thức. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây qua tiếng hát của đoàn du ca San Diego. Thân nơi lao lung không được về tiền mà lần